Trước đó, vào lúc 19 giờ ngày 4 tháng 3, tại tỉnh lộ 781, đoạn thuộc ấp Bình Long, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an Tây Ninh phối hợp với Công an huyện Châu Thành, kiểm tra xe ô tô tải biển số 70M00091 do tài xế NVC, sinh năm 1984, ngụ xã Thái Bình, huyện Châu Thành điều khiển, phát hiện trên xe đang vận chuyển 26 xe đạp, 2 cục xe máy mô tô, 1 bình xăng con. Tất cả đều là hàng đã qua sử dụng, nhưng không có chứng từ chứng minh nguồn gốc. Tài xế NVC khai nhận là nhân viên bưu điện huyện Châu Thành. Tiến hành kiểm tra tại bưu điện huyện, lực lượng chức năng thu giữ thêm 74 chiếc xe đạp không có hóa đơn chứng từ. Qua điều tra ban đầu, xác định chủ lô hàng trên là Võ Thành Phong, sinh năm 1990 và Lê Văn Tuốt, sinh năm 1970, cùng ngụ ở Châu Thành. Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận lô hàng trên được mua từ Campuchia, về Tân Trang lại bán kiếm lời. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ, truy bắt các đối tượng có liên quan.